Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bác cùng các anh chị em đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Trên màn hình của quý vị và các bác đây thì em đang có là một cặp loa siêu chép Bose T10. Và hiện tại bây giờ thì em đang kết nối với lại một cặp BMB 2000C hàng bãi Nhật tuyển chọn quý vị nhé. Đó là hàng bãi Nhật tuyển chọn. Và cũng như ở video trước em cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bác, đó chính là cặp loa siêu chép Bose T10. Bose T10 này thì nó là hàng bãi Mỹ xách tay. Đấy, Marzain USA. Và quý vị và các bác có thể nhìn thấy là em cắm dây thẳng trực tiếp vào trong loa siêu chép luôn các bác nhé. Đấy, đây, dây đây. Em cắm thẳng trực tiếp qua loa siêu chép luôn. Đây, dây em cắm trực tiếp qua đẩy luôn nhé. Đấy. Và chúng ta chỉ việc đỏ cắm vào đỏ và đen chúng ta cắm vào đen thôi. Với cặp loa siêu chép này thì nó là màng titan quý vị nhé, màng titan. Và chúng ta chơi được với những cái cặp loa bass 30, bass 25 và bass 20. Và công suất của nó là 200W và trở kháng của nó là 8 ohm. Đấy. Khi mà những cái cặp loa của chúng ta ở nhà mà nó bị thiếu chép, bị yếu khi giải chép và chúng ta nghe lâu rồi, chúng ta nghe loa của chúng ta nghe lâu rồi, cái tiếng chép nó không nảy nữa, hoặc là chép nó hay bị chết, thì chúng ta có thể thêm những cái cặp loa siêu chép rời như thế này ở bên ngoài để cho chúng ta nghe nhạc và chúng ta karaoke nó thêm hay hơn quý vị nhé. Và ở video này thì em chỉ giới thiệu lướt qua một chút xíu về cặp loa siêu chép Bose T10 này thôi. Và trong video này của ngày hôm nay thì em sẽ chủ yếu em sẽ test chất âm cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng tham khảo. Đấy. Và đầu tiên thì hiện tại bây giờ là em chưa kết nối siêu chép quý vị nhé. Đấy, em chưa kết nối siêu chép ạ. Bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc lên. Em sẽ mở một đoạn nhạc lên và em chơi đôi BMB 2000C này. Khi quý vị và các bác chúng ta nghe BMB 2000C như thế này thì cái chất âm nó đã cực kỳ là hay rồi. Đấy, cực kỳ là hay rồi. Tiếng nó tròn vành, rõ chữ, tín chép thì sáng này đánh tách rồi. Nhưng khi mà chúng ta thử xem là chúng ta thêm những cặp loa siêu chép vào thì cái chất âm nó sẽ thay đổi như thế nào và cái chất âm của nó có hay hơn nhiều hay là không các bác nhé. Đấy. Và chúng ta cùng nghe, cùng theo dõi và chúng ta cùng thưởng thức các bác nhé. Bác nào mà quên chưa đeo tai nghe thì các bác hãy đeo tai nghe vào để chúng ta cảm nhận được cái chất âm nó tốt nhất các bác nhé. Rồi. Bây giờ em sẽ mở nhạc lên nhé. Chưa có siêu chép các bác nhé. Thank you.
cắm đôi loa siêu chất vào, chúng ta cùng nghe, cùng cảm nhận và cùng nghe cái sự khác biệt của nó. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.